đây rất là hân hạnh được giới thiệu sản phẩm bộ tập luyện cầu lông một mình đặc biệt dưới đây. Và chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn sự giải tỏa và tràn đầy năng lượng trong quá trình tập luyện cầu lông. Hướng dẫn tập luyện cầu lông một mình trong nhà. Vật dụng cần chuẩn bị gồm có Dây tập luyện cầu lông có độ dài khoảng 4 mét Miếng dán trần hoặc thang nếu trần nhà quá cao Cây vượt cầu lông, quả cầu lông Bước 1. Lắp đặt dây tập luyện buộc một đầu của dây vào miếng dán trần, sau đó dán lên vị trí luyện tập trong phòng rộng và thoải mái. Nếu trần nhà quá cao, sử dụng thang để đảm bảo dây treo đủ cao. Bước 2. Chuẩn bị treo cầu. Bắt đầu dây còn lại sao cho khi thả xuống, quả cầu lông đặt cách mặt đất khoảng một cây vợt. Buộc chặt quả cầu tại vị trí này. Bước 3. Bắt đầu tập luyện đánh trái cầu theo hướng dây treo, sau đó tiến lên và đứng dưới vị trí miếng dán trần. Lưu ý, Ban đầu trái cầu có thể bay loạn xạ, hãy cố gắng điều chỉnh và thử lại cho đến khi đạt được đúng quỹ đạo và đủ lực. Cầu lông IB khuyến khích thực hiện các động tác lặp lại để cải thiện khả năng điều cầu và kỹ năng phản ứng. Tập luyện đều đặn và kiên trì để nâng cao khả năng chơi cầu lông. Giúp người chơi tự luyện tập cầu lông một mình trong không gian nhà với sự linh hoạt và hiệu quả. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhanh chóng chat với cầu lông IB để được tư vấn và hỗ trợ nhé chúc cả nhà một ngày vui vẻ